Nếu bạn đang tìm kiếm một chiếc camera ngoài trời có thể quan sát có màu cả ngày lẫn đêm, hoặc không biết các mẫu camera full color vì sao lại hot trên thị trường hiện nay và chúng có những tính năng gì nổi bật, thì ngày hôm nay Hải Nam xin chia sẻ một số dòng camera wifi ngoài trời có màu vào ban đêm và điểm qua một số lưu ý khi chọn camera ngoài trời full color để bạn biết có nên đầu tư loại camera này vào hệ thống giám sát của mình hay không nhé. Thì trên bàn mình đây là 5 mẫu camera wifi ngoài trời có khả năng quan sát màu cả ngày lẫn đêm. Dành cho những ai chưa biết thì các dòng camera có màu ban đêm sẽ tích hợp cả đèn chiếu sáng và đèn hồng ngoại. Trong đó đèn chiếu sáng sẽ giúp camera ghi hình có màu vào ban đêm và đèn hồng ngoại sẽ giúp camera ghi hình trắng đen vào ban đêm. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng camera ngoài trời có màu ban đêm sẽ dễ gây chú ý cho kẻ gian hơn bởi chúng sẽ phải bật đèn chiếu sáng trên camera để quan sát. Vậy thì lắp đặt camera ngoài trời có màu vào ban đêm chúng ta còn phải lưu ý những gì? Thực tế, bạn hãy điều khiển cho camera quan sát ban đêm với 3 chế độ chính như ghi hình có màu ban đêm khi bật đèn chiếu sáng. Thứ hai là ghi hình trắng đen vào ban đêm với tầm xa 30m khi bật chế độ nhìn ban đêm bằng hồng ngoại tự động. Và thứ ba là ghi hình với chế độ thông minh. Cụ thể, chúng sẽ chuyển từ ghi hình trắng đen sang ghi hình có màu khi phát hiện chuyển động tại khu vực lắp đặt camera. Nếu bạn sợ kẻ gian chú ý và phá hoại camera trước khi vào nhà thì có thể lắp đặt camera ở các vị trí cao và nên chọn các dòng camera có độ phân giải từ 2MP trở lên để quan sát rõ khu vực ở xa hơn. Hoặc bạn có thể chọn chế độ quan sát ban đêm thông minh cho camera. Với chế độ này thì ban đầu kẻ gian sẽ không biết khu vực có lắp đặt camera bởi camera ghi hình trắng đen bằng hồng ngoại khi không gian không phát sinh chuyển động. Và sau đó khi kẻ gian tiến đến gần thì đèn chiếu sáng sẽ bật vào ghi hình màu ban đêm. Điều này giúp bạn vừa có thể nhận diện rõ người bước vào khu vực vừa giúp hù dọa kẻ gian bỏ đi khỏi khu vực vì sợ bị phát hiện. Đây là một số lời khuyên của mình khi bạn chọn lắp đặt camera quan sát có màu vào ban đêm. Và sau đây mình sẽ giới thiệu 5 mẫu camera wifi ngoài trời có màu vào ban đêm cho các bạn tham khảo nhé. Mẫu camera đầu tiên là iMount F22FP2ME. Dòng camera wifi ngoài trời full color này được thiết kế theo tiêu chuẩn IP67, giúp chống chịu tốt khi lắp đặt tại các môi trường khắc nghiệt như nắng, mưa, khói bụi. Về tính năng thì camera hỗ trợ quan sát ban đêm với 3 chế độ, vừa ghi hình vừa ghi lại âm thanh tại khu vực, hỗ trợ nhận diện người bằng AI và cảnh báo qua điện thoại ngay khi phát hiện chuyển động. Bên cạnh đó, bạn có thể cài đặt trước chức năng cảnh báo đèn tại chỗ khi phát hiện chuyển động giúp hù dọa kẻ gian hiệu quả hơn. Theo mình thấy, nếu bạn cần một chiếc camera có khả năng ghi hình màu ban đêm với góc quan sát rộng thì nên chọn iMount F22FP bởi chúng được trang bị ống kính với tiêu cự 2.8mm cho ra góc nhìn rộng lên đến 125 độ, rất thích hợp giám sát tại các diện tích rộng. Tiếp đến là mẫu Azfix C3TN Full Color được nâng cấp độ phân giải lên đến 3MP, hỗ trợ ghi hình ban đêm với 3 chế độ, cho phép bạn đàm thoại 2 chiều giữa camera và điện thoại thông qua ứng dụng Azfix. Bên cạnh đó, C3TN còn hỗ trợ phát hiện và cảnh báo chuyển động qua điện thoại và cảnh báo nhấp nháy đèn tại chỗ để hù dọa kẻ gian. Mẫu camera này cũng được thiết kế theo tiêu chuẩn IP67 giúp chống nước và kháng bụi hiệu quả. Đó là hai mẫu camera wifi ngoài trời full color có thiết kế theo dạng thân trụ. Đối với các dòng camera này sẽ có tiêu chuẩn chống nước cao hơn so với các dòng camera ngoài trời full color có thiết kế theo dạng BTS như các mẫu Azfix H8C, C8W và iMount Razr 2 mà mình sắp giới thiệu sau đây. Tiếp đến là mẫu camera Azfix H8C2ME. Đây là dòng camera wifi ngoài trời full color 360 độ nên bạn có thể điều khiển chuyển đổi góc quan sát từ xa ngay trên điện thoại. Cụ thể, chúng sẽ hỗ trợ với góc xoay ngang là 350 độ và xoay dọc là 80 độ. Ngoài tính năng xoay 360 độ thì H8C còn hỗ trợ ghi 12 khu vực quan trọng để bạn tiện chuyển đổi góc quan sát ngay chỉ với một chạm, cho phép đàm thoại 2 chiều. Đặc biệt, H8C còn có khả năng phát hiện con người bằng AI và phòng vệ chủ động bằng còi hú và đèn chớp. Đồng thời, khi phát hiện chuyển động, H8C sẽ gửi ngay cảnh báo đến điện thoại giúp bạn kịp thời phát hiện bất thường tại khu vực. Mẫu camera thứ tư đó chính là Azfix C8W. Đây là mẫu camera Azfix ngoài trời có màu ban đêm được nâng cấp từ Azfix C8C với ống kính được nâng cấp từ 2M lên 4M và được tích hợp cả loa và mic để đàm thoại 2 chiều thay vì chỉ trang bị loa ở phiên bản C8C. Ngoài ra thì C8W còn được trang bị khá đầy đủ các tính năng giám sát như xoay 360 độ với góc xoay ngang là 352 độ và góc xoay dọc là 95 độ, hỗ trợ cảnh báo đèn nhấp nháy khi phát hiện có người bước vào khu vực, hỗ trợ quan sát ban đêm với 3 chế độ. Đặc biệt là C8W còn được tích hợp công nghệ AI giúp phát hiện người và hạn chế báo động giả do con vật hoặc là đồ vật gây ra. Và mẫu camera wifi ngoài trời có màu ban đêm cuối cùng mà mình muốn giới thiệu chính là iMount Razr 2 GS7EB. Đây cũng là dòng camera 360 độ ngoài trời có độ phân giải lên đến 5MP. Chúng hỗ trợ ghi hình siêu nét 3K và được áp dụng chuẩn nét H265 giúp tiết kiệm dung lượng lưu trữ hiệu quả. Bên cạnh đó, chúng còn hỗ trợ đàm thoại 2 chiều, quan sát ban đêm với 4 chế độ và được tích hợp AI giúp nhận diện người, hỗ trợ cảnh báo qua điện thoại và cảnh báo bằng đèn và còi hú tại chỗ khi phát hiện có đối tượng xâm nhập. Đối với các mẫu camera wifi ngoài trời 360 độ, bạn hãy cài đặt chế độ theo dõi đối tượng để khi phát hiện chuyển động, camera sẽ di chuyển bám theo để ghi lại mọi diễn biến tại khu vực. Về giá thành thì các mẫu camera wifi ngoài trời có màu ban đêm có giá chỉ từ 935.000 đồng tại Hải Nam và đang được khuyến mãi lên đến 39% ngay hôm nay.
vì giá có thể thay đổi theo từng thời điểm nên mình không tiện báo giá ngay trong video này. Do đó để cập nhật báo giá chính xác nhất, bạn hãy nhấp vào link sản phẩm bên dưới phần mô tả hoặc là gọi đến hotline Hải Nam để được tư vấn và báo giá nhanh nhất nhé. Vậy là mình đã giới thiệu qua 5 mẫu camera wifi ngoài trời full color cho bạn tham khảo rồi. Nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào về các dòng camera này, có thể để lại bình luận bên dưới để Hải Nam tiện giải đáp cho bạn nhé. Nếu thấy video này bổ ích thì cho mình xin một like, nhớ đăng ký kênh, nhấn nút chuông kế bên để nhận thông báo khi Hải Nam ra video mới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.